gì? Làm kem rau trộn thanh long. Ok luôn, một phù thủy xanh lè. À đồ. Ú là trời, trên đường về thì bị chuột cạp các bạn ạ. Con chuột này thì là to gan mà. Bỏ thanh long vô rồi trộn lên thôi. Nhìn cái màu đẹp quá chừng luôn. Để trong ngăn đá khoảng chừng 10 phút rồi lấy ra. Của ngươi đây, một phù thủy xanh lè. Ê, ngon không gái đẹp da xanh? Thì là ngon quá đi. Nhưng mà một phù thủy xanh lè đã bị ải chỉa 7 ngày 7 đêm mà mọi người ạ.